chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Gia, mà là Minh Kha đây. Và hôm nay thì mình đang trên tay cái chiếc Vsmart Aris, chạy cho chúng ta là con chip Snapdragon 730 và test game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến cho các bạn đây. Và ở thời điểm hiện tại thì với con chip Snapdragon 730 đã xem rằng là nó có thể cho ra một cái khả năng chơi game mượt mà đối với lại tựa game Liên Quân Mobile Huyền Thoại không? Liên Minh Huyền Thoại hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn các bạn nhé. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video để tham khảo nhé. Ngoài cái chiếc Vsmart Aris này thì hiện tại Clickbuy đang bán rất nhiều cái mẫu mã Vsmart khác. Thì các bạn cứ tham khảo bằng đường link phía dưới mô tả của video đó. Thì ok, với chiếc Snapdragon 730 thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là điểm GPU của nó sẽ là dao động tầm khoảng là gần 70.000 điểm cho một con chip mà thuộc cái phân khúc giá là trên dưới 6 triệu đồng như thế này. Thì ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn các bạn nhé. Tại vì cơ bản thì AnTuTu nó cũng không có gì để nói mà nhiều cả. Ok, và như vậy là mình đã vào game rồi. Đồ họa rất là đẹp các bạn nhé. Với chiếc Snapdragon 730 thì chúng ta vẫn có thể chơi được với cái mức đồ họa là max setting. Tuy nhiên thì đối với lại phiên bản beta này thì chúng ta đang gặp phải cái hiện tượng đó chính là mạng hơi bị delay. Thì đây là một điều mà các bạn cần phải lưu ý. Thế thôi. Nhìn chung thì chơi với cái mức độ họa max setting như thế này thì mình thấy là con chiếc Snapdragon 730 vẫn cho ra một cái khả năng rất ổn định các bạn nhé. Chạy luôn này. Đời hư áo đưa em vào cơn mê. Ui, pha này cảm giác sướng tay các bạn à. Mạng nó bắt đầu nó ổn định lại. Tại vì là nó đang chơi ở server Hàn Quốc cho nên là mình cũng không, đôi khi mình cũng không kiểm soát được. Bị chậm một nhịp thì rất khó là chơi. Cắm đèn phát nào. Chơi rất là đã. Game này là gọi là không có gì để chê nữa rồi. Chê sao được mà chê. Đồ họa max setting nhưng mà chơi vẫn cực kỳ là ngon. Một trận ở đây thì theo như mình dự đoán thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 20 đến 25 phút. Chết luôn em ơi. Tuyệt vời. Mình bắt đầu có được nhịp rồi, sau khi mạng ổn định rồi đó, bắt đầu có được cái gọi là cái bắt được nhịp của trận đấu rồi. Nhưng mà mình nghĩ ra từ đi. Nốt cái này nữa. Mười hai một rồi, team này có vẻ khá là dễ các bạn à. Ui, chờ từ ui. Xạo này, xạo này.
Sao này vui phết các bạn à, chơi vui cực ý. Cao Mỹ Lệ, Cao Mỹ Lệ, ui choáng. Cao Mỹ Lệ, ui. Chơi đùa như vậy là vui rồi, mạng bây giờ mình thấy là cực kỳ ổn định và chơi rất là ngon. Nhiều cái lướt lòn lòn mình nhưng mà nó cũng kiểu nó đưa vào cái nó rất là hay đó. Ai nói là combo các thứ không được nè. Ấy cho nên mình nghĩ là một trận đấu nó sẽ dao động tầm khoảng là 20 đến 25 phút. Nó sẽ nhỉnh hơn Liên Quân khoảng 1 phút. Thì ở đây là nếu như muốn mua đồ thì phải về nhà. Đó, thì nó có thêm một cái thao tác như thế. Ui, Hà Sá Ghi. Ui, trúng một phát là Hà Sá Ghi là nó sướng. Game chơi rất là mượt các bạn nhé. Chứng tỏ một điều là Snapdragon 730 ở thời điểm hiện tại là chơi rất là ngon. Như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là với những chiếc máy sách tay như là tầm khoảng 5 triệu ấy, Snapdragon 765G là chơi bét tiền liền nhiều với con chip này rồi. Ui, triple kill kìa, như đánh boss luôn. Wow, thật kiểu kìa. Wow, game này gọi là nó quá dễ rồi. Không hiểu sao mạng nó lại ngon nữa chứ. Xù xà. Chơi rất mượt các bạn, nhưng mà xin khẳng định lại một lần nữa, FPS cực kỳ ổn định ở mức 60. Và thậm chí nó không có hiện tượng khựng như là cái con MC Win năm hôm trước cơ. Ai bảo là chơi Yasuo trên điện thoại thì không lướt được nào. Sướng vậy. Quá tuyệt. Không còn từ gì để diễn tả nữa các bạn à. Ui chủ trà. Chủ trà. Đã. Chơi Yasuo như thế này nó rất là đã các bạn ạ. Nó mượt mà nó đã. Ui chơi game này mình rất phấn khích các bạn ạ. Mình không biết dùng từ nào để diễn tả được ý. Đây là một video review game mà mình thật sự là vừa chơi được cái tựa game mà mình mơ ước từ lâu đã để xuất hiện trên cái nền tảng PC, lộn mobi. Rồi sau đó là ui chơi Yasuo nó sướng lắm. Đấy chù chà như con thiếu thân. Chơi nhiều lúc này quên mua đồ luôn các bạn à. Ok. Rất rất tuyệt vời, phải gọi là rất rất tuyệt vời. Chơi là phải gọi là cực kỳ mượt với mức cấu hình max setting luôn. Wow, không còn từ gì để diễn tả nữa các bạn à. Nó xuống cực kỳ, mạng thì cũng không bị lag, lúc đầu vào nó có hơi bị chập chờn một tí. Rồi sau đó là wow, amazing. Mình không có từ nào để mình diễn tả với cái sự phấn khích này. Tuyệt vời. Với chiếc Snapdragon 730 ở thời điểm hiện tại thì chơi vẫn rất là ngon các bạn nhé.